Trò chơi ngừng phục, chỉ có ta biết xâm lấn thực tế chương 572. Suy đoán về những cường giả của nhân tộc. Chủ tiệm này tuyệt đối là cao thủ trong con đường luyện khí. Thực ra Lâm Thần đã có lôi ẩn, sự thấu hiểu của hắn về luyện khí cũng không thấp. Nhưng tại sao Lâm Thần vẫn tìm đến chợ đen? Lý do rất đơn giản. Người trước mặt hắn, dù là kiến thức hay trình độ luyện khí, đều vượt trội hơn lôi ẩn. Vì vậy, lâm thần chắc chắn sẽ tìm hắn ta cuối cùng vũ khí hiện tại đã nâng cấp lên thần ma hỗn độn thiên quyết tiếp theo sẽ là gì lâm thần cần là người am hiểu hàng hóa để làm hơn thế nào lâm thần hỏi chủ tiệm kinh ngạc nói thành thật mà nói loại vũ khí như thế này ta cũng chỉ thấy có một lần trong đời nếu ngươi muốn để lão phu nói về nguồn gốc của loại vũ khí này lão phu cũng không nói được nhiều tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm của lão phu thanh vũ khí này chắc chắn còn một hình thái cuối cùng cực đại vô cùng mạnh mẽ nghĩa là vẫn có thể nâng cấp lâm thần chỉ muốn có câu trả lời như vậy có thể đấy chủ tiệm không dám đụng vào thanh vũ khí này dù sao vũ khí của người khác không được sờ lung tung nhưng thanh này thì khác vũ khí khiến người ta cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương cho dù không chạm vào cũng đã lạnh thấu xương rồi huống hồ nếu chạm vào Lúc đó phải chuẩn bị tinh thần bị vũ khí làm tổn thương bên trong rồi. Lâm thần hài lòng cất vũ khí đi. Thanh vũ khí chỉ nhìn đã khiến cảm thấy rất khó chịu này, trong tay Lâm thần cầm lên thì chẳng có chuyện gì cả. Tiếp theo, Lâm thần lấy ra Huyền Thiên Sa nói: "Nếu nâng cấp hết lên cấp 6, những thứ này đủ chứ?" "Đủ rồi. Tuy nhiên cần một chút thời gian." Chủ tiệm gật đầu. Lâm thần cười nói: "Không sao." ta có thể chờ. Hắn tất nhiên sẽ không phiền lòng. Một lần đi vào chợ đen, có thể không cần ra ngoài. Muốn ở bao lâu tùy ý. Nhưng tiền đề là không thể cứ ở trên đường phố hoặc ngõ hẻm nhỏ mãi không đi. Đi ăn xin càng không được. Như vậy sẽ bị nhân viên quản lý đuổi ra ngay. Với những người như Lâm Thần, nâng cấp trang bị trong cửa hàng hoặc có quan hệ kinh doanh lâu dài với một số cửa hàng, những người quản lý chợ đen tất nhiên cũng sẽ không chạy đến cửa hàng đuổi người. Đây cũng là lý do tại sao Phượng Thải Linh đến chờ Lâm Thần, phải chi mỗi ngày một viên thánh tinh lấp lánh. Cô ấy chỉ là đến chờ người, nên không thể tránh khỏi việc phải dừng lại trên đường mãi. Đến giờ, sẽ bị mời ra ngoài. Thế là Lâm Thần ở lại trong tiệm của chủ tiệm, thậm chí còn có thể vừa quan sát phương pháp rèn đúc của chủ tiệm, hắn nhận ra rằng phương pháp rèn đúc của chủ tiệm so với lôi ẩn mạnh ở một tần số nào đó, có vẻ đây lại là một phương pháp rèn đúc khác. Hoặc là công pháp. Vì vậy, khi chủ tiệm bắt đầu nâng cấp trang bị từng nhát búa một, điều lâm thần nghĩ trong đầu lại là làm thế nào để dụ người ta. Một đại sư luyện khí như vậy, chính là nhân tài mà nhân tộc cần bây giờ. Dĩ nhiên, vị đại sư này, có thể không phải là người của nhân tộc. Nhưng có vấn đề gì đâu. Trong vũ trụ, thực ra ranh giới chủng tộc không chắc chắn đến vậy. Ít nhất nhân tộc có ưu thế này, sau khi đạt tam chuyển có thể hóa thành hình người. Không có sự cách ly về bộ phận sinh sản. Chỉ cần không khôi phục hình thể thật sự, ai biết ngươi là gì. Trước khi Bạch Tố Trinh biến thành rắn, Hứa Tiên có lên giường hay không? Hơn nữa, bây giờ Lâm Thần là nhân hoàng. Tầm nhìn của hắn cũng không thể nhỏ hẹp như trước đây nữa. Phải tầm nhìn rộng lớn hơn. Hiện tại điều quan trọng nhất của nhân tộc là gì? Sinh tồn Trở ngại của sinh tồn là gì? Bây giờ, đó là Phạm Thiên Thần Điện, Phạm Thiên Thần Để. Vậy nhân tộc cần gì? Đó chính là sức mạnh. Có thể tuyển dụng những nhân tài mà không câu nệ. Chỉ cần có thể giúp đỡ nhân tộc. Chỉ cần đối phương sẵn lòng đến, trở thành lính đánh thuê của nhân tộc cũng được, nếu là cường giả như chủ tiệm này, lại còn có tài năng, sẵn lòng lập khế ước với phong thần bản, cùng nhân tộc cùng tồn tùy vong thì càng tốt. Đãi ngộ tất nhiên phải đầy đủ phong phú. Nhưng cái mấu chốt là, người ta có sẵn lòng hay không nữa. Lâm thần nghĩ bụng, không bằng lợi dụng lúc này, nhân tộc đang tích lũy và tăng cường sức mạnh, phạm thiên thần để cũng đang chuẩn bị, vậy tự mình ra mặt, mở một đợt tuyển dụng lực lượng cho nhân tộc. Xem có thể tuyển dụng được một số cường giả từ tứ chuyển trở lên không? Kế hoạch này không phải không khả thi bởi vì hiện tại chiến trường thần ma đông phương đã bị phong ấn những chủng tộc trước đây theo phạm thiên thần điện vì bên ngoài chiến trường không có bất kỳ căn cứ nào nên họ chỉ có thể tiếp tục ở lại trên chiến trường trong những gia tộc đó có những cường giả cấp nhược thần hoặc cường thần hiện tại những cường giả này đang ở trạng thái vô chủ bởi vì lâm thần cho phép nhân tộc tiếp tục tuyển mộ lính đánh thuê họ chỉ có thể tuyển dưới tứ chuyển bây giờ long diên đạo bọn họ mới vừa thành thần họ cũng không thể kiểm soát được linh hồn hải của những cường giả đó. Hơn nữa, từ thất sát, tham lan và phá quân ba vị ma quân, Lâm Thần hiểu rằng trong thời kỳ hồng hoang của nhân tộc thời Trung Cổ, thực ra không phải không có những cường giả của nhân tộc, chỉ là để tránh thảm họa đó, những vị cường giả của nhân tộc đã chọn theo phe của thế lực khác. Trong ma tộc có đến ba vị ma quân rồi. Vậy liệu có còn nhiều hơn không? Ba vị ma quân này, có thể quay trở lại nhân tộc không? Thậm chí ma tộc còn có thần linh của nhân tộc gia nhập, vậy thì Thiên đạo minh trên chiến trường có hàng ngàn năm lịch sử đâu. Nhân tộc vừa trải qua thảm họa, thiên cung vừa sụp đổ, thiên đế trụ thần vừa mới thiết lập hệ thống thần điện, sau đó Thiên đạo minh xuất hiện và lấy khẩu hiệu chống thiên đế, vậy liệu Thiên đạo minh có liên quan gì đến nhân tộc không? Ít nhất, trong đó có phải có một số cường giả của nhân tộc hay không? Lâm Thần nghĩ tới đây, lại nhớ ra một nhân vật. Lôi Hồng. Chính là Lôi Hồng mà hắn đã chém chết khi mới vừa đến chiến trường thần ma. Cả này có vẻ là người của nhân tộc. Khi Lâm Thần sắp chém giết hắn, hắn cũng không lộ ra thân phận chân thật. Lúc đó Lâm Thần không để ý điểm này, bây giờ nhớ lại, có vẻ hơi đáng ngờ. Nhưng nghĩ lại, nếu Lôi Hồng là người của nhân tộc, thực lực lại ở cảnh giới thiên thần mới lên, tại sao vẫn âm mưu hại nhân tộc? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Thần lạnh như băng. Bởi vì hắn biết, bây giờ nhân tộc chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù là ba vị ma quân đó, có lẽ họ đã không còn là người của nhân tộc từ lâu rồi. Nếu Lâm Thần bắt đầu tuyển mộ anh hùng tứ phương gia nhập nhân tộc, cũng cần phải cảnh giác với một số gián điệp nội gián. Nhưng có sao đâu? Ít nhất, trước khi tiêu diệt Phạm Thiên Thần Điện, những kẻ có thể tuyển mộ được, tất cả đều là một phần sức mạnh chiến đấu của nhân tộc. Chỉ cần lọc kỹ hơn khi phong thần là được thôi. Trong suy nghĩ của Lâm Thần, chủ tiệm hoàn thành 3 ngày 3 đêm rèn đúc. Sau đó hắn nói với Lâm Thần, chỉ có thể lên đến cấp 5, không thể lên cấp 6. Có vẻ như trình độ của ta hiện tại vẫn chưa đủ. Những bộ trang bị này thực sự rất mạnh. Có lẽ, chỉ có sư phụ dạy nghề của ta mới có thể tiếp tục nâng cấp những trang bị này. Không thể lên cấp 6 à? Lâm Thần hơi nhíu mày, hỏi Vậy sư phụ của ngươi là? Giả luyện chi thần. Trầm. Chủ tiệm đưa ra một cái tên khiến Lâm thần sốc ngay tại chỗ. Vừa đi làm xong việc rồi. Ta tiếp tục viết, viết xong sẽ thông báo cập nhật trong nhóm độc giả nhé. Để viết ở đây, bỗng có chuyện phải ngừng một lúc, lại bị mắng thì phiền lắm. Đây là một trong 36 vị chủ thần. Chủ thần của thần điện. Vị chủ tiệm trước mặt hóa ra là đồ đệ của hắn ta có vẻ hơi khó xử rồi tuy nhiên lâm thần chú ý đến khi chủ tiệm nhắc đến danh hiệu giả luyện chi thần thực ra giọng điệu của hắn ta không có quá nhiều tự hào nên lâm thần thử hỏi vậy chủ tiệm có thể giới thiệu sư phụ của mình cho ta không ta ư chủ tiệm cười cười gượng ta đã bị hắn đuổi khỏi môn phái và ra lệnh truy sát chỉ vì ta và hắn có quan điểm khác nhau Thôi đi. Thân phận nhân hoàng, thực ra lão phu cũng đã biết. Hiện giờ bí mật lớn nhất trên người lão phu, cũng không muốn che giấu nhân hoàng. Quả nhiên có vấn đề. Chủ tiệm thậm chí bị giả luyện chi thần đuổi khỏi môn phái, và... Nghe giọng điệu của hắn ta, dường như vẫn còn đang bị truy sát. Vậy, giả luyện chi thần là chủ thần của thiên cung Tây Phương, chủ tiệm bèn trốn đến phía chiến trường Đông Phương này, ngoan ngoãn mở một tiệm rèn trong chợ đen, giúp người khác nâng cấp trang bị, kiếm chút tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng luyện tập. Và danh tính của Lâm Thần, thực ra bây giờ hắn ta cũng không cần che giấu. Dù Lâm Thần hay một thần. Nếu hắn ta thật sự muốn che giấu, cũng sẽ không mang thần ma, hỗn độn thiên khuyết đến đây. Vì vậy, chủ tiệm có thể nhận ra danh tính Lâm Thần, Lâm Thần cũng không ngạc nhiên, hắn thậm chí cười nói. Tiền bối nói đến sự bất đồng quan điểm, chắc là về luyện khí phải không? Phong cách của thần điện vốn là chỉ cần ai khác quan điểm với họ là coi là dị loại hết. Hừ hừ, cũng từ tìm điểm chung trong sự khác biệt, đừng hòng áp dụng vào họ. Tệ hại hơn là, những thần linh trong thần điện lại cứ miệng luôn nói, khuyên các chủng tộc khác tìm điểm chung trong sự khác biệt. Nếu tiền bối không chê, ngày mai có thể đến thần điện của nhân tộc ở Lăng Phong thành, chúng ta có một số sách về luyện khí, muốn trao đổi với tiền bối. Từ lời nói của chủ tiệm lâm thần nhanh chóng nắm bắt được một số thông tin trước tiên chủ tiệm này tuyệt đối không phải là một người tầm thường dù sao thanh vũ khí trong tay lâm thần có thể nói là một quái vật ghép nối cuối cùng phôi thai của trang bị thần thoại chính sao rồi có thái cổ kiếm tâm thái cổ đao phách tiếp đến còn có ma đao lão tổ của cửu lê tộc rất nhiều thứ ghép nối lại với nhau nguồn gốc chủ yếu đến từ thời thái cổ thậm chí còn sớm hơn trong cả vũ trụ người có thể nhận ra nó có mấy ai chủ tiệm này cũng không nhận ra hết nhưng chỉ nhìn một cái hắn biết cây đao này vẫn còn có thể tiếp tục tiến cấp bản thân hắn đã không đơn giản rồi thứ hai là bộ ngũ hành linh châu của lâm thần chỉ có chủ tiệm này mới có thể giúp lâm thần nâng cấp điểm then chốt là hắn ta nâng cấp trang bị hoặc là nâng không nổi hoặc là thành công không có khả năng thất bại Nghĩ lại hồi lâm thần chơi game Tân Thế Giới, nhân vật NPC đao kiếm tiếu, rồi đoạn chú thiên ở Thiên Nguyệt Thành. Nghĩ lại chỉ muốn khóc mà thôi. Đã lãng phí bao nhiêu nguyên liệu. Và, chủ tiệm còn nói hắn là đồ đệ của giả luyện chi thần, nhưng theo học sư phụ, kết quả lại học ra ý tưởng của riêng của mình, dẫn đến quan điểm khác với sư phụ. Tình huống như vậy, thường chỉ có hai khả năng để giải thích. Một là, đồ đệ vô dụng, nhưng thích suy nghĩ lung tung, không tiếp thu được lời dạy dỗ của sư phụ. Còn một là, đồ đệ có tài năng về lĩnh vực này đã vượt qua sư phụ, cho nên mới xuất hiện quan điểm khác nhau. Biết chủ tiệm không phải tầm thường, vậy. Chắc chắn là thiên tài rồi. Nhân tài như thế, bây giờ nhân tộc đang rất cần. Phương pháp rèn đúc của nhân tộc ư. Nghe lâm thần nói vậy, ánh mắt chủ tiệm cũng lóe lên tia tò mò. Có vẻ như hắn cũng muốn xem. Lâm Thần thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Nhanh chóng trả tiền, rồi cười cười bỏ đi. Toàn bộ trang bị lại được nâng cấp một lượt, bây giờ thuộc tính của Lâm Thần một lần nữa mạnh hơn. Khí huyết của Lâm Thần lên đến 18 tỷ. Sức tấn công song song 15 tỷ. Tốc độ 22 vạn mã lực mỗi giây. Thánh lực 880 triệu. Hồn lực lên đến 6,8 triệu. Chỉ có số liệu hồn lực không thay đổi. Bởi vì Lâm Thần ba ngày nay đều canh giữ ở đây. Nhưng so với trước, Lâm Thần vẫn mạnh hơn không ít. Thánh lực cách ngưỡng một tỷ chỉ còn 120 triệu. Lâm Thần cuối cùng cũng đã quay trở lại thần điện. Tuy nhiên, Lâm Thần dường như nhớ ra điều gì đó. Hình như mình đã hứa với Phượng Thải Linh 10 viên thánh tinh lấp lánh mà quên đưa mất rồi. Thôi kệ. Dù sao hai huynh muội này cũng sẽ tìm mình thôi. Lâm thần lập tức lập kế hoạch tuyển dụng nhân tài. Lần này là nhắm vào các vị thần, hắn triệu tập Long Diên Đạo và mọi người, tất cả các thần linh có phong hiệu đều tặng một sủng vật cấp thần thoại, tất nhiên bốn con sủng vật thần thoại đó, Lâm thần dành cho Liễu Mộng Giao, Moi và Các Vi, như vậy họ gần như đều sở hữu sủng vật thần thoại. Tiếp theo, Lâm thần công bố ý định của mình, bảo Long Diên Đạo loan tin thông báo ra ngoài. Lần này nhân tộc sẽ có động thái lớn và tin tức nhân tộc định tuyển mộ quân đội lính đánh thuê tam chuyển thậm chí ngũ chuyển cũng đã lan đến ma tộc. Thậm chí một số ma tộc tán tu, ngũ chuyển, thậm chí lục chuyển thiên ma, thậm chí cũng có ý định hỏi về mức giá mà nhân tộc đưa ra. Thực tế, chiến trường chính là như vậy. Chủng tộc quan tâm đến lợi ích tập thể. Còn cá nhân, hoặc bản thân những cường giả mạnh mẽ, tự nhiên là lấy bản thân ra làm đơn vị. Chỉ cần tài nguyên đưa ra đủ nhiều, những lính đánh thuê sẽ bán mạng cho ai cũng được. Động thái lớn của nhân tộc tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của ma tộc. Phía ma điện, thậm chí còn phái sứ giả đến gặp si vưu bảo cửu lê tộc chú ý không nên tin tưởng nhân tộc quá mức. Si vưu ma quân, ma hoàng rất hiểu cửu lê tộc muốn nhờ vào tay người khác để đối phó với phạm thiên thần điện, nhưng nếu để nhân tộc trở nên quá mạnh thì e rằng cũng sẽ bị nhân tộc phản bội, điểm này chắc si vưu ma quân cũng sẽ hiểu. Ý của ma hoàng là nên cấm bất kỳ thành viên của ma tộc nào gia nhập vào quân đoàn lính đánh thuê của nhân tộc. Lời của sứ giả là đang cảnh cáo si vưu. Nhưng si vưu lại cười ha hả, giọng hắn vang như sấm. Xin sứ giả quay trở về nói với ma hoàng, nhân tộc hoàn toàn đáng tin cậy, giống như cửu lê tộc đối với ma hoàng cũng như vậy, sẽ không phản bội. Giao nhi, lại đây, nhân hoàng có tặng con một món quà phải không? Lấy ra cho sứ giả xem. Vâng, phụ thân. Nghe vậy, sắc mặt Lê Giao hơi đỏ lên, khoảnh khắc sau triệu hồi ra thanh loan thần điểu. Đây là sủng vật thần thoại. Trong mắt sứ giả, lóe lên vẻ kinh ngạc. Còn có tham lam và ganh tị. Tuy nhiên, có si vưu ở đây, hắn ta cũng không thể ra tay cướp sủng vật của Lê Giao, chỉ có thể hỏi. Si vưu ma quân, ý này là sao? Chẳng lẽ nhân hoàng? Đúng vậy, Nhân hoàng có lẽ tình cảm sâu nặng với tiểu nữ của ta Sau này nếu bản tôn trở thành nhạc phụ của nhân hoàng Liệu ma hoàng có còn lo ngại chuyện phản bội nữa không? Huống hồ bây giờ, Phạm Thiên vẫn chưa bị diệt Si vưu nói đến đây, ngữ điệu cũng cứng rắn hơn Kẻ địch lớn mạnh chưa bị diệt Nhưng bắt đầu âm mưu tính toán nhân tộc Không biết là ai đưa ra lời dèm pha trước mặt ma hoàng Nếu bị bản tôn biết được, quyết không tha Nghe đến đây, sắc mặt sứ giả của ma hoàng trở nên u ám. Bố cục bố cục. Mâu thuẫn không chỉ riêng thần tộc đâu, tương lai sẽ còn rất hấp dẫn. Lời của si vưu rõ ràng là đang có ý gì đó. Hắn ta nói về ai? Rất rõ ràng, từ phản ứng của vị sứ giả này của ma quân, hắn ta có vẻ đã nói gì đó trước mặt ma hoàng. Sứ giả của ma hoàng, cường giả bẩm sinh ở cảnh giới thiên ma, cảnh giới chủ thần thực sự là chỉ kém cấp bậc chuẩn của quân ma, ngục sơn. Lúc này, Ngục Sơn đối mặt với sự đe dọa ẩn ý của Si Vưu, không những không sợ hãi, mà còn cười lạnh một tiếng, vì lời của Si Vưu có ý định vu cáo hắn ta, nên hắn ta sẽ thành thật thừa nhận. Si Vưu ma quân, bản sứ giả này không biết quan hệ giữa ngươi và nhân tộc, há có sai khi nghi ngờ nhân tộc. Ngục Sơn nói với vẻ mặt không màng. Ban đầu, việc này, bản sứ giả ta cũng không định điều tra kỹ, mà sẽ trực tiếp quay về tâu lại cho ma hoàng. Nhưng vì si vưu ma quân nói rành mạch như vậy, nên bản sứ giả cũng sẽ tạm thời không quay về tâu lại, mà ở lại đây uống một chén rượu đám cưới con gái của si vưu ma quân rồi tính tiếp. Người nói thật à? Một đôi mắt ma quỷ của si vưu nhìn chầm chầm vào ngục sơn. Nhưng ngục sơn không hề run sợ, cười nói. Thật đấy, hay là con gái của si vưu ma quân có tình cảm riêng với nhân hoàng mới là giả? Rõ ràng, ngục sơn đang chơi khăm si vưu. Si vưu, hắn không phải nói nhân hoàng sẽ làm rễ ngươi sao? Được. Đừng không làm, bản sứ giả này sẽ ở đây xem. Nếu không, thì sẽ thi hành mệnh lệnh của ma hoàng. Nhân tộc muốn tuyển mộ những cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển của ma tộc, chỉ cần bên ma tộc không cho phép, thì những lính đánh thuê đó sẽ không thể chuyển sang theo nhân tộc. Si vu giận dữ. Ngục Sơn, ngươi có biết, ngươi đang nói chuyện với ai không? Vô tận uy thế ập tới nhưng Ngục Sơn không hề lùi bước, lạnh lùng nói. Nếu Si Vưu Ma Quân muốn giết chết Ngục Sơn, xin hãy cho Ngục Sơn một cái chết nhanh chóng. Nếu không, Ma Hoàng biết được sứ giả của mình bị giết, e rằng Si Vưu Ma Quân sẽ rất khó giải thích. Ma Quân xin bớt giận. Lê Quảng vội vàng tiến lên, khuyên can cơn giận của Si Vưu, hắn ta ghé vào tai Si Vưu thì thầm. Đại ca đừng vội, họa này cũng có chỗ phúc. Theo ta thấy chuyện này cũng không phải là xấu ta thấy Giao Nhi thực sự thích nhân hoàng, huống hồ ngươi đã quên rồi sao? Ngày xưa ngươi đã nói với con bé, người rút ma đao lão tổ của cửu lê tộc chúng ta mới có thể gọi là đại anh hùng của con bé. Đêm trước, vì nhớ nhân hoàng, Giao Nhi còn đặc biệt đi lăng phong thành một chuyến. Thật sao? Si Vu rõ ràng khá bất ngờ, hắn nhìn Giao Nhi một cái, chỉ thấy ánh mắt của cô con gái mình đang dán vào thanh loan thần điểu, có vẻ rất thích món quà lâm thần tặng, đây rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi, si vưu bèn lẩm bẩm. vậy ý của ngươi là gì? ta sẽ đi gọi nhân hoàng, nhưng ngươi đừng nên nóng vội, tin nhân hoàng cũng là người biết xem xét tình hình. lê quảng cười nói, tiếp tục hạ thấp giọng. có thể ngục sơn này lại giúp nhân hoàng và giao nhi thành đạt việc tốt đẹp cũng nên. sao ta không nghĩ ra? ngươi mau đi. đúng rồi, nhớ tạo áp lực lên tất cả nhân tộc, nếu không với tính khí của nhân tộc họ có thể sẽ không đồng ý việc này. Si Vưu rất vui mừng, lập tức nghe theo lời Lê Quản. Thế là Lê Quản lập tức đi tới phía nhân tộc. Khi hắn đến Lăng Phong Thành, cố ý treo lên vẻ mặt rất lo lắng, lúc đó gặp Long Diên Đạo, Lê Quản nói với hắn ta. Nhanh, báo cho nhân hoàng, chuyện lớn không hay rồi. Lê Quản ma tướng, có chuyện gì vậy? Long Diên Đạo nghe vậy hỏi. Hay là Phạm Thiên Thần Điện có động thái gì lớn hả? không phải. Lê Quảng lầm bầm. Phiền toái hơn Phạm Thiên Thần Điện nữa. Tốt nhất, Họp tất cả thần linh nhân tộc, mọi người cùng bàn bạc. Bà. Chuyện lớn đến thế à? Long Diên Đạo nghe vậy, lập tức đi báo cáo Lâm Thần liền. Lúc đó Lâm Thần đang tự mình tuyển mộ lính đánh thuê. Ý tưởng của Lâm Thần quả thực không sai. Thực sự có không ít cường giả tứ chuyển thậm chí ngũ chuyển, hiện tại đang ở trạng thái vô chủ. Phía Phạm Thiên không dám đi, ma tộc không dám đi, và trước đây nhân tộc cũng chưa cho phép tuyển thần linh. Bây giờ nhân tộc mở cửa, những thần linh trước đây theo Phạm Thiên thần điện, nay bị ép buộc phải tìm chỗ dựa mới vì vị trí thiên đế, đều đến hết. Thực ra, số lượng cũng không nhiều lắm. Tổng cộng 8 thiên thần, 20 cường thần, 80 vị nhược thần cảnh. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Những thần linh này Lâm thần nhất định tự mình thống soái Và còn cho họ đến tiền tuyến canh giữ đồn trú, quan ải. Giá của thần linh, thật sự không rẻ. Bình thường tam chuyển đỉnh phong, một tháng cũng phải 10 viên thánh tinh lấp lánh, hoặc 200 thánh tinh. Ngụy thần cảnh thì nhiều thêm một nửa. Còn cảnh giới tứ chuyển, thì một tháng phải 50 đến 80 viên thánh tinh lấp lánh không đều. Cường thần thì 200 viên là mức khởi đầu. Đến thiên thần cảnh thì 400 viên là khởi điểm. Tuy nhiên lợi ích là những thần linh ký khế ước này, nếu có chuyện trên chiến trường thì thực sự sẽ hết sức chiến đấu, thậm chí liều mạng. Cho nên, lính đánh thuê trên chiến trường thần ma lại được săn đón nhiều đến vậy, chính là vì lính đánh thuê chiến đấu dũng mãnh. Họ dù sao cũng không cần phải cân nhắc sự ràng buộc của chủng tộc. Quan trọng là chỉ cần không chết mất xác, phe thuê họ đều phải bồi thường hoàn toàn thiệt hại của họ nếu bị thương nặng phải nghỉ vài tháng thì cũng là nghỉ có lương những thánh tinh lấp lánh phải trả một phần cũng không được ít đi lâm thần tính toán số thánh tinh lấp lánh trong túi của hắn ước tính chỉ đủ chơi vài tháng cuối cùng hắn còn định tuyển mộ một số cường giả tứ chuyển ngũ chuyển thậm chí là lục chuyển của ma tộc nữa mà nhưng cho đến nay thật lạ là, là chưa có một cường giả nào của ma tộc đến rõ ràng có chuyện gì không đúng chính lúc đó Lâm Thần nghe Long Diên Đạo nói Lê Quảng đã tới và còn nói có chuyện lớn xảy ra, nên lập tức triệu tập tất cả các thần linh nhân tộc có phong hiệu vào cùng họp nghe xem Lê Quảng muốn nói gì. Lê Quảng đến Đại Sảnh Thần Điện theo nghi thức ngoại giao hai chủng tộc, hắn cúi chào Lâm Thần, sau đó Lâm Thần cho hắn ngồi ở hàng dưới, lớn tiếng hỏi: Lê Quảng Ma tướng, lần này ngươi đến nói có chuyện lớn không hay? Rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện liên quan tới việc Nhân Hoàng muốn tuyển mộ lực lượng ma tộc. Rõ ràng Lê Quảng là kẻ giỏi nắm bắt trọng tâm, hắn trực tiếp từ điểm nhân tộc đang tiếp tục, tìm ra điểm mà lâm thần cùng nhân tộc cấp bách cần, để mở đầu chủ đề. Như vậy, sau này dù phải đứng ra phản đối việc liên minh hôn nhân giữa nhân tộc và cửu Lê Tộc, thì cũng sẽ phải cân nhắc. Phạm Thiên Thần Điện hiện giờ đã liệt nhân tộc vũ trụ thành đối thủ số 1. Trước tiên Kiều Quang nằm ở ranh giới giữa Phạm Thiên Thần Điện và nhân tộc, đội quân thần linh gồm hơn 30 thiên thần, thậm chí có ba thống soái cấp chân thần của Phạm Thiên Thần Điện, giống như một lưỡi hái treo trên đầu của nhân tộc vậy. Huống hồ, trong mắt Lê Quảng, đây còn là chuyện rất có lợi cho nhân tộc nữa. Hôm nay tình tiết có hơi kẹt, cảm thấy ốc không đủ dùng. Nhưng mọi người đừng lo, ta không nói suông, nợ thì bù sao. Hôm nay viết đến 12 giờ, viết được bao nhiêu thì cập nhật bấy nhiêu. Nói chuyện về tình trạng kẹt truyện, để mọi người đừng lo lắng. Trước tiên mọi người đừng lo, ta kẹt chuyện không giống các tác giả khác, sau đó không biết viết tiếp thế nào. Ta đã nghĩ ra hết phía sau rồi. Ví dụ như Phạm Thiên Thần Điện, bao gồm những người của nhân tộc trong đó, cái thành phố công nghệ cao kia, nhiệm vụ chính cần làm, rồi có thể đạt được những gì, vân vân. Tàu diệt tinh, tàu mẹ không gian, máy bay không gian, vân vân. Tất nhiên, những thứ này chỉ là một nhánh phụ trợ. Ta kẹt ở chỗ, làm sao xử lý những chương này để mọi người thích và chấp nhận rồi chuyển tiếp sang phần phụ trợ kia. Quá trình xử lý của cốt truyện này bao gồm làm thế nào để làm suy yếu Phạm Thiên hoặc tăng cường sức mạnh nhân vật chính đều cần một quá trình khéo léo. Ta đang suy nghĩ chính là điều này nhưng không hiểu sao hôm nay ốc ta ù ù, rất khó tập trung. Có lẽ nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn thôi. Tuy nhiên mọi người đừng lo, cho dù ta kẹt truyện, hôm nay vẫn cập nhật được 6.000 chữ tiếp theo sẽ cập nhật thêm 4.000 chữ. Truyện này đã hơn 100 vạn chữ, viết 2 tháng rưỡi với tần suất cập nhật cao. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta kẹt truyện. Vì vậy mọi người đừng lo. Cho dù ta có kẹt truyện, vẫn sẽ cập nhật 10.000 chữ mà. Thực ra, tại sao Lê Quảng lại tự tin đến vậy? Bởi vì chính hắn ta và Lâm Thần đã làm những việc giúp Lâm Thần bán tài nguyên. Lê Quảng biết trong tay Lâm Thần Đại khái có bao nhiêu viên thánh tinh lấp lánh? Và bây giờ Lâm Thần có động thái lớn như vậy, chỉ tính riêng những cường giả mà Lâm Thần đang tuyển mộ, mỗi tháng cần khoảng 10.500 viên thánh tinh lấp lánh. Chắc chắn Lâm Thần không chỉ tuyển mộ những người này. Dù sao, nếu nhân tộc muốn đánh đến lãnh thổ của Phạm Thiên Thần Điện, đập tan tiên kiều quang, chắc chắn cần nhiều sức mạnh hơn. Và Lâm Thần làm như vậy, bỏ ra nhiều thánh tinh như thế, hắn muốn gì? Điều Lâm Thần muốn là nhân tộc dựa vào sức của bản thân mình, chiếm tiên kiều quan. Như vậy, toàn bộ nhân tộc sẽ tự tin hơn rất nhiều. Có thể nói, đây sẽ là một trận chiến, nhân tộc hoàn toàn đứng vững trên chiến trường thần ma, thể hiện thực lực. Cho nên lâm thần mới sắp xếp nhiều như vậy, bỏ ra nhiều tài nguyên để tuyển mộ lính đánh thuê. Vậy lâm thần bây giờ chắc chắn thiếu tiền. Lần này, miễn là nhân tộc và cửu lê tộc chịu liên hôn, và lâm thần cưới lê giao lê quảng trong tay còn một lá bài tẩy khác tuy nhiên không đến lúc quyết định hắn sẽ không lấy ra lê quảng ma tướng rốt cuộc là chuyện gì cứ nói thẳng ra đi long diên đạo thấy lê quảng cứ nói quanh co cũng không nhịn được vội vã thúc giục lê quảng cất giọng trầm chuyện là như vậy gần đây nhân hoàng có động thái không nhỏ ma hoàng cũng bị làm sao động rồi một số tiểu nhân đến trước mặt ma hoàng nói xấu rất bất lợi cho sự hợp tác giữa chúng ta và nhân tộc. Bây giờ, sứ giả của Ma Hoàng đang ở chủ thành cửu lê tộc. Đại ca ta rất tức giận, nhưng vì kế hoạch đối phó Phạm Thiên, cũng chỉ có thể nhịn những kẻ tiểu nhân đó một chút. Vậy nghĩa là, đây chính là lý do các cường giả của ma tộc không đến nhân tộc làm lính đánh thuê được sao? Sắc mặt lâm thần lạnh đi. Lê Quảng thấy ánh mắt sát khí trong mắt lâm thần, không khỏi im lặng. Sao nhân hoàng này, cảm giác có sát khí còn mạnh hơn đại ca si vưu của hắn mấy phần. Nhân hoàng, lúc này, nên đặt việc tiêu diệt phạm thiên thần để lên hàng đầu. Tin rằng nhân hoàng cũng biết mối đe dọa của người nhân tộc trong phạm thiên thần để đối với nhân tộc trong vũ trụ rồi phải không? Lê Quảng cố ý nâng cao giọng. Phạm thiên đang lợi dụng những người nhân tộc này, có thể chiếm lấy khí vận của nhân tộc trong vũ trụ. Hơn nữa, chỉ cần người nhân tộc này dưới tay Phạm Thiên còn tồn tại, nhân tộc trong vũ trụ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Lời nói của hắn ta, tất cả đều chọc vào điểm then chốt. Cũng khiến cơn giận của lâm thần giảm bớt đi nhiều. Phạm Thiên Đúng, bây giờ không thể sinh thêm chuyện lôi thôi. Phạm Thiên chưa bị diệt, nếu nhân tộc chém giết sứ giả ma hoàng, khai chiến với ma tộc, thì coi như tự sát. Nhưng lâm thần cũng không sợ việc lớn, hắn lạnh lùng nói, Vậy chúng ta còn cách nào để tiếp tục hợp tác không? Nếu không, ta sẽ thảo luận với binh chủ. Chiến trường thần ma đông phương này, ta không ngại khiến nó hoàn toàn hỗn loạn. Ý là gì? Lâm thần còn định kéo theo cửu lê tộc cùng chống lại ma tộc. Phạm thiên chống thiên đế. Si vưu chống ma hoàng. Như vậy, toàn bộ chiến trường thần ma đông phương sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Sắc mặt lê quảng trở nên u ám. Từ phản ứng của lâm thần, lá bài tẩy của mình không thể giấu được nữa, phải lấy hết ra. Lê Quảng vội nói. Thực ra bây giờ, có một cách, đó là chúng ta cửu lê tộc và nhân tộc liên hôn thông gia với nhau. Nhân hoàng cưới công chúa Lê Giao của chúng ta, như vậy hai tộc chúng ta có thể coi là người một nhà, lại kết làm đồng minh, ma hoàng cũng sẽ không có bất mãn hay nghi ngờ gì. Đồng thời cũng có thể bịt miệng những kẻ gian thần kia. Tất nhiên, khi gả con gái, chúng ta cửu lê tộc sẽ cung cấp một khoản của hồi môn dồi dào và không cần bất cứ lễ vật nào ví dụ nhân tộc muốn tuyển mộ cường giả của ma tộc chúng ta cửu lê tộc có thể phái một số người đến đây nói đến đây lê quảng liên tục quan sát sắc mặt của lâm thần tất nhiên lê quảng cũng quan sát tất cả các thần linh nhân tộc khác hắn phát hiện chỉ có vài bạn gái chưa cưới của lâm thần dường như có vẻ không vui còn các thần linh nhân tộc khác thì đều tỏ ra tò mò. Còn Lâm Thần, phản ứng của hắn ban đầu là nhíu mày. Nhưng khi Lê Quảng nói không cần bất kỳ lễ vật nào, thậm chí còn đưa của hồi môn phong phú, ánh mắt Lâm Thần sáng lên, hắn hô to: "Lê Quảng ma tướng, chúng ta nhân tộc cần là lính đánh thuê. Vậy chúng ta sẽ cung cấp 30.000 viên thánh tinh lấp lánh chi phí quân sự, làm của hồi môn cho công chúa nhé." Lê Quảng đưa ra một mức giá mà Lâm Thần không thể từ chối. 30.000 viên thánh tinh lấp lánh. Những thứ này, đủ để lâm thần đi mê thiên cung một chuyến rồi. Tuyệt đối không ít. Lâm thần nhìn liễu mộng dao. Ánh mắt đó, không cần nói nhiều lời cũng hiểu. Mộng dao à, không phải ta bội bạc, hay là nguyên nhân khác. Chủ yếu là người ta cho nhiều quá. Và mà. Ngươi xem bây giờ, tình huống của nhân tộc thật sự khá khó khăn. Lâm thần này cũng vì toàn bộ nhân tộc mà thôi. Ngươi tưởng ta thích lê dao à? Sai rồi. Ta làm thế này là vì toàn bộ nhân tộc hy sinh đấy. Đây là lần đầu liễu mộng giao biết, trong ánh mắt của một người đàn ông thậm chí có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa đến vậy, nhưng cô cũng không hiểu sao cửu lê ma tộc lại có thể nói ra được chuyện này, nhất định đã chuẩn bị kế hoạch và sự chuẩn bị hoàn chỉnh rồi. Đây là liên hôn đấy. Cô cũng sẽ không ngu đến mức hỏi lâm thần có thích lê giao không, hay lê giao có thích lâm thần hay không liên hôn, vốn không phải vì tình yêu, ai quan tâm những chuyện đó. Mọi người quan tâm, không qua lợi ích của bản thân. Vậy, cửu lê tộc lại gả con gái, còn đưa của hồi môn, lợi ích của họ ở đâu? Ở trên trời. Ở Phạm Thiên Thần Điện. Chỉ cần có thể diệt Phạm Thiên Thần Điện, Phạm Thiên Thần Để. Thì chiến trường thần ma Đông Phương, có thể là chiến trường đầu tiên bị ma tộc chiếm đóng. Lúc đó tất cả tài nguyên cộng với di tích mê thiên cung hàng năm ra vào một lần cũng như các di tích bảo vật dược thảo và thánh tinh khác sẽ là của chung của cửu lê ma tộc và nhân tộc và cửu lê ma tộc mạnh hơn nhân tộc lúc đó khi phân chia lãnh thổ cửu lê ma tộc chắc chắn sẽ chiếm một số lợi thế còn nhân tộc bây giờ nhân tộc buộc phải tiếp tục hợp tác với cửu lê ma tộc mặc dù có chút không vui nhưng cửu lê ma tộc thật sự rất có thành ý lúc này liễu mộng dao tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức đó cô gật đầu với lâm thần ý là cô ủng hộ hắn lâm thần có thể liên hôn cô không can thiệp nhưng liễu mộng dao vẫn ra hiệu cho các vi và moi đang ngồi ở bên cạnh lâm thần nhìn moi các vi thì khỏi cần vị ái thần này chỉ cần lâm thần thích cô ấy là được rồi không bao giờ quan tâm đến việc có bị chia sẻ hay không còn moi cô thấy liễu mộng dao cũng không lên tiếng nên trực tiếp gật đầu mọi người đối với việc liên hôn với cửu lê ma tộc có ý kiến gì không lâm thần bắt đầu hỏi ý kiến mọi người có thể có ý kiến gì long diên đạo rất thẳng thắn ha ha không có ý kiến nhân hoàng sau này nếu còn chủng tộc nào của cửu lê ma tộc cũng như thế muốn kết hôn với ngươi cá nhân ta khuyên ngươi nên đồng ý hết lâm thần im lặng hắn tưởng bản thân đã hơi mất mặt rồi kết quả lão già không biết xấu hổ này còn tệ hơn cảm giác không phải hắn tự hy sinh vì nhân tộc à thật sự muốn lâm thần làm ngựa giống cho tất cả chủng tộc luôn hay sao lâm thần nhất định sẽ không đồng ý tuy nhiên nói đi thì nói lại bây giờ bên cạnh lâm thần những công chúa gì đó cũng thật không ít ví dụ công chúa của hải yêu tộc naya công chúa của độc giác thú tộc emia các vi thì là trưởng công chúa của tiên linh nhân tộc. Moi là công chúa của tinh linh nhân tộc. Đã có bốn người rồi. Sắp có một người nữa. Nhân hoàng, vậy xin ngươi cử một người làm sứ giả, sang cửu lê tộc chúng ta cùng thương lượng việc đại lễ đính hôn. Chỉ cần sứ giả của ma hoàng còn ở đây, hắn nói phải gặp công chúa nhà chúng ta giao cho nhân hoàng thì mới quay về tâu lại với ma hoàng được. Lê Quảng lớn tiếng nói. Vì vậy, thà làm ngay hôm nay còn hơn để ngày mai chúng ta sắp xếp việc này đi nhé dù sao vị sứ giả ngục sơn kia đại ca ta rất ghét hắn à vị sứ giả này tên là ngục sơn à lâm thần đang nghe truyện trên tv audio cv nghe vậy đâu không biết ý của lê quản mặc dù nói rằng hiện tại hai chủng tộc bị ép buộc kết hôn dù là nhân tộc hay cửu lê tộc cũng không mất mát cáo thứ gì nhưng cảm giác bị người khác uy hiếp dù sao cũng rất khó chịu. Đặc biệt tên Ngục Sơn này, còn nói xấu trước mặt Ma Hoàng. Lê Quảng cố ý nhắc tên Ngục Sơn, chính là để Lâm Thần biết. Nhưng Hoàng à, chính tên này đang gây chuyện, nhớ tên hắn đó, có cơ hội thì giết hắn. Thực ra, Lê Quảng cũng giống Lâm Thần, si vưu, đều là dạng không chịu được bất công. Có thù tất báo, thù nhỏ cũng trả, thậm chí không đợi đến ngày mai. Nhưng vì đại cục của hai chủng tộc, cũng vì hoàn thành tâm nguyện cháu gái lấy lâm thần, Lê Quảng mới khuyên mọi người cùng nhìn nhau. Đợi sau này mạnh lên, sẽ lấy lại tất cả. Lâm thần tất nhiên cũng hiểu ý trong lời của Lê Quảng. Ngục Sơn Sứ Giả Hắn ghi nhớ cái tên này rồi. Sư phụ, phiền sư phụ đi một chuyến tới cửu Lê Tộc. Sư phụ là sư phụ của ta, việc này nếu sư phụ đi sẽ khiến ma hoàng biết chúng ta rất coi trọng việc này. Lâm thần nhìn Trương Thiên Duy. Từng, hơn nữa, ta nghĩ, mặc dù cửu lê tộc nói không cần xính lễ, nhưng chúng ta đi tay không cũng hơi không hợp lý. Trương Thiên Duy cười nói. Chúng ta nhân tộc không có nhiều tài nguyên quá đặc biệt, nhưng mỏ linh hồn thì nhiều. Hay là tặng 99 mỏ linh hồn làm xính lễ, để thể hiện tình cảm và sự trường tồn, ngươi thấy việc này như thế nào? Từng, cũng được. Lâm thần gật đầu. 99 mỏ linh hồn à? Thành thật mà nói, Lâm Thần vẫn hơi tiếc. Nhưng bây giờ thiên sứ tộc mới giành vị trí đầu ở chiến trường cấp một nhiều lần, 99 mỏ linh hồn dễ dàng lấy ra được, nhưng Lâm Thần vẫn nhắc Lê Quảng một câu. Lê Quảng ma tướng, người của ta vì cưới Lê Giao công chúa mà phải bán sạch gia tài luôn đấy. Khóc nghèo ngay trước mặt. Hơn nữa, so với 30.000 viên thánh tinh lấp lánh, 99 mỏ linh hồn chẳng đáng giá gì cả. Mà cũng dám gọi là xính lễ. Long Diên Đạo bí mật vỗ tay khen ngợi câu nói này của Lâm Thần. Không được, phải có mặt mũi chứ. Nói đến đây liền không biết xấu hổ, vẫn phải là kẻ tên tiểu tử Lâm Thần. Nhân Hoàng yên tâm, cửu lê tộc của chúng ta tuyệt đối không bán con gái đâu, đến lúc đó của hồi môn nhất định sẽ phong phú hơn. Lê Quảng cười vui vẻ. Lâm Thần còn muốn thánh tinh lấp lánh à? Có vẻ như hắn ta cần rất nhiều thánh tinh lấp lánh cho việc tu luyện. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thằng nhỏ này chắc chắn đã mạnh hơn cả mình rồi. Chắc chắn là nhờ tích lũy tài nguyên. Việc tích lũy tài nguyên cũng không có gì xấu hổ cả, thực tế rất nhiều cường giả muốn tích lũy nhưng không tích lũy được đâu. Ví dụ như những bia đá có khắc chữ đó. Lê Quảng từng nhắc nhở Lâm Thần cẩn thận, đừng tiết lộ số lượng bia đá trong đầu mình. Tại sao vậy? Bởi vì rất nhiều thiên thần chỉ có thể sở hữu một bá đá có chữ cổ. Chủ thần nhiều nhất là 10 bia. Đó là sức mạnh của chủ thần. Còn ngươi Lâm thần thì sao hả? Bây giờ đã có 5 bia đá có chữ cổ rồi. Quan trọng hơn, Lâm thần ngươi đang ở cảnh giới gì? Tam chuyển, thần sử cảnh. Ngươi xứng đáng được như vậy sao? Thậm chí chân thần cũng chỉ có tối đa 3 bia đá có chữ cổ mà thôi, và cho dù có được 3 bia thường thì họ không đủ số lượng. Bởi vì số lượng bia đá có chữ cổ là có hạn. Những chữ cổ đó đều là chữ bí ẩn từ thời thái cổ lưu giữ lại được. Tổng cộng chỉ có 999 chữ. Với số lượng thần linh nhiều như, có đủ chia cho nhau không? Vì vậy, Lê Quảng đoán rằng, có lẽ Lâm thần sử dụng những bia đá có chữ cổ giống như cảnh giới của Lâm thần, không có bất kỳ giới hạn nào. Ý là sao? Có lẽ trong toàn vũ trụ chỉ có một mình bản thân lâm thần, có thể có bao nhiêu bia đá có chữ cổ thì luyện hóa bấy nhiêu. Đây là điều thậm chí cả thiên đế cũng không làm được. Và để luyện hóa một bia đá có chữ cổ, ít nhất cũng cần 3.000 viên thánh tinh, cộng thêm nhiều linh hồn thủy tinh, càng về sau càng cần nhiều tài nguyên hơn. Làm sao lâm thần không phải là thôn kim thú? Trương Thiên Duy, sư phụ của lâm thần, trực tiếp đại diện cho cả nhân tộc, đại diện nhân hoàng sang hỏi thăm, và cửu lê ma tộc đồng ý, hai bên trao đổi xính lễ, Si Vưu còn đặc biệt cho sứ giả Ngục Sơn của Ma Hoàng làm nhân chứng. Đồng thời, Si Vưu cũng tuyên bố, dù nhân tộc là chủng tộc độc lập, nhưng từ ngày hôm nay sẽ là đồng minh, bạn bè thân thiết với cửu lê ma tộc. Bất kỳ lính đánh thuê nào muốn rời bỏ cửu lê ma tộc để gia nhập nhân tộc, cửu lê ma tộc sẽ không ngăn cản, cho phép rời đi ngay lập tức. Rất nhanh đã có nhiều lính đánh thuê ma tộc lao về Lăng Phong Thành và việc nhân tộc và ma tộc làm lần này, tất nhiên cũng bị Phạm Thiên cùng các vị chủ thần bên Phạm Thiên nhìn thấy. Thần chủ, nhân tộc và cửu lê tộc liên hôn, nhân hoàng lâm thần cưới công chúa lê giao của cửu lê ma tộc. Có vẻ như họ đã hoàn toàn liên minh lại với nhau. Đế thiên chủ thần không khỏi lo lắng. Kim cương chủ thần ở trên thần điện nhìn xuống dưới một cái, rồi lạnh lùng nói. Hừ hừ, công chúa ma tộc đã lên đường từ ma tộc, có vẻ như sắp được gửi đến nhân tộc kết hôn với Lâm Thần. Thần chủ, nhất định phải phá vỡ việc liên hôn của nhân tộc và Cửu Lê tộc." Vi Đà chủ thần lên tiếng. Phạm Thiên luôn lạnh lùng, nhắm mắt bấy lâu nay cuối cùng cũng mở mắt. Hắn lớn tiếng, "Có vẻ như đã đến lúc chúng ta chủ động tấn công. Đám cưới này, nhân tộc và Cửu Lê ma tộc đừng hòng tổ chức thành công." Theo tiếng giận dữ vang lên của Phạm Thiên, bức tường phía sau hắn bị xé toạc ra một mảnh không gian tinh tú hiện ra ở bên trong. Các ngươi là tín đồ của Phạm Thiên, là nô lệ trung thành nhất của Phạm Thiên ta, bây giờ Phạm Thiên cần các ngươi. Đi đi, dùng vũ khí do công nghệ của các ngươi phát triển, tiêu diệt những kẻ dị giáo nhân tộc dám thay thế các ngươi. Tiếng nói Phạm Thiên đầy giận dữ. Rầm. Khoảnh khắc sau, chiến hạm không gian bay ra từ bức tường. Chương này 4.000 chữ. Cảm ơn bạn đầu béo đã ủng hộ 20.000 phần quà tặng sách. Hơn nữa, ta đã vượt qua cửa ải. Phạm Thiên chủ động cho nhân tộc trong thần để lái chiến hạm tiêu diệt tinh tấn công nhân tộc ở trong vũ trụ. Ta nghỉ ngơi tốt, từ ngày mai trở đi, khôi phục cập nhật 4.000 chữ mỗi chương, để mọi người xem thoải mái. Những con tàu vũ trụ khổng lồ ấy xuất hiện trên bầu trời. Trên tàu có cả máy bay chiến đấu vũ trụ, máy bay chiến đấu không gian, tàu chiến, và mang theo đủ loại vũ khí. Tàu được làm hoàn toàn bằng kim loại và số lượng cũng không ít. Điều quan trọng là loại chiến đấu cơ này còn có khả năng tàn hình. Không phải thực sự là tàn hình, mà là có thể di chuyển không gây ra tiếng động và đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, ngay dưới chân Phạm Thiên Thần Điện. Ngay sau đó, Phạm Thiên truyền đạt mệnh lệnh. Hãy đi đi, giết chết tất cả những kẻ ngông cùng muốn thay thế các ngươi trong vũ trụ, nhân tộc, Hãy cho chúng nếm thử hương vị của công nghệ trong tay các ngươi. Hãy để kẻ thù run rẩy dưới làn đạn của các ngươi. Sưu sưu sưu. Các tàu chiến lập tức bay vút đi với tốc độ nhanh chóng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện những thân thể khổng lồ của các vị chủ thần, giống như Phật Đà đang quan sát thế giới. Cuộc chiến nổ ra một cách bất ngờ. Rõ ràng, Phạm Thiên đã sớm chuẩn bị cho điều này. Giờ đây, nhân tộc lại muốn có quan hệ thông gia với cửu lê tộc. Kết quả này, thực tế, đối với cả ma tộc và thần điện, đều có cùng một hiệu ứng. Đó là nhân tộc có thể sẽ hoàn toàn quay sang ngã về ma tộc. Tại sao sứ giả của ma hoàng, ngục sơn, sau khi thấy lâm thần thực sự cưới lê dao, thì sẽ không gây rắc rối nữa? Rất đơn giản. Nhân hoàng là con rể của ma tộc, người nói trong tương lai của nhân tộc cho dù có mạnh mẽ cũng sẽ đối phó với ma tộc chứ có thể. Nhưng khả năng này sẽ giảm rất đáng kể. Bởi vì nhân tộc muốn đối phó với ma tộc thì phải tìm được một lý do đủ mạnh, hoặc cái cớ nào đó. Nếu không, trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc, tương lai nhân tộc muốn phục hưng, thậm chí thống trị thì ngươi chỉ có một con đường là giết hết tất cả các chủng tộc này. Bởi vì ngay cả người thân của mình cũng có thể phản bội, thì còn chủng tộc nào dám hợp tác với nhân tộc nữa chứ? Chính vì vậy Ma tộc hiện tại đang thừa nhận nhân tộc. Đối với thần điện, ma tộc thừa nhận nhân tộc thì đương nhiên cũng là kẻ thù của họ. Thần điện cũng vậy, và đối với Phạm Thiên đã phản bội thần điện và bị nhân tộc coi là kẻ thù không đội trời chung, thì tình trạng này càng không thể chấp nhận được. Hiện tại, chỗ dựa thực sự của Phạm Thiên thần điện chỉ là sức mạnh của Phạm Thiên mà thôi. Nếu Thiên Đế không ra tay, Phạm Thiên sẽ bất khả chiến bại. Tất nhiên, vẫn còn một điều kiện nữa. Ma hoàng cũng không ra tay. Thiên đế phải trấn áp con hỗn độn cự thú, Ma hoàng cũng phải trấn áp con thao thiết hung thú. Hai người này đều có việc quan trọng cần làm, nên sẽ không xuất hiện dễ dàng. Tại sao? Bởi vì nếu hỗn độn cự thú xuất hiện thì nạn nhân đầu tiên sẽ là hệ thống thần điện dưới trướng thiên đế. Tức là cơ nghiệp mà thiên đế dày công gây dựng có thể bị hỗn độn cự thú hủy diệt. Tương tự, thao thiết ở ma tộc một khi con quái vật chỉ biết ăn và ăn mọi thứ này xuất hiện hãy nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao nó chắc chắn sẽ ăn thịt ma tộc trước sau đó đi ăn thần điện rồi ăn cả vũ trụ vì vậy phạm thiên cũng không quá lo lắng về việc thiên đế hoặc ma hoàng ra tay nhưng nếu để nhân tộc trở thành một phần của ma tộc thì tình hình sẽ khác hãy nhớ lại lần trước ở bên ngoài mê thiên cung ma hoàng đã từng có ý định giáng lâm nhưng may mắn thay Cuối cùng Thiên đế và Ma hoàng đều đã kiềm chế được. Nhưng sự giáng lâm của Ma hoàng cũng không khác gì việc tuyên bố một thái độ. Ma hoàng là hoàng của ma tộc. Vì vậy, một khi ma tộc của hắn ta gặp phải nguy cơ lớn, Ma hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên đó nhìn. Nếu nhân tộc gia nhập ma tộc, thì Phạm Thiên sẽ không còn cách nào tiêu diệt họ nữa. Vì vậy, cuộc chiến đã nổ ra sớm hơn dự kiến. Trên bầu trời, vô số tàu chiến máy bay chiến đấu vũ trụ và máy bay chiến đấu trong không gian xếp hàng ngang nhau. Chúng gần như ngay lập tức chiếm được quyền kiểm soát trên bầu trời. Dưới kia, tiếng của si vư vang vọng khắp thiên địa. Phạm Thiên, ngày hôm nay là ngày cửu lê tộc và nhân tộc kết hôn, ngươi cũng đến gây rối. Ngươi đang sợ cái gì? ầm. Ừ. Thân thể của si vưu không ngừng phình to. Ngục Sơn, ngươi cũng muốn đi sao? Lúc này, hắn hướng xuống, nhìn ngục sơn đang ngồi trên một chiếc phi thuyền nhỏ như con kiến và gầm lên cửu lê tộc ta cũng mang theo ma ngươi là sứ giả của ma hoàng thấy tộc ta gặp nguy hiểm lại không giúp đỡ mà muốn bỏ đi luôn sao ngục sơn nhíu mày trời ơi hắn ta dường như đã bỏ qua một điểm quan trọng phạm thiên thần điện cũng quá nhạy cảm ngay cả như vậy bọn hắn cũng không thể chịu đựng được và đã sớm bắt đầu chiến tranh hắn ta vốn định đi nhưng bây giờ xi vưu đã lên tiếng hắn ta không thể đi được tham gia chiến tranh trong lúc chiến đấu nhưng nếu hắn ta ở lại thì hành vi của mình trước đây đã khiến hắn ta trở thành kẻ thù của xi vưu hắn ta cũng đã đắc tội với nhân tộc phạm thiên cũng sẽ không tha cho hắn ta ngục sơn nghĩ đến điều này hắn ta biết rằng nếu hắn ta tham gia chiến tranh hắn ta có thể sẽ bị xi vưu lâm thần và phạm thiên giết chết nghĩ đi nghĩ lại Ngục Sơn giỏng giạc nói. Ma quân Si Vưu, Ma Hoàng đã ra lệnh cho Ngục Sơn đến để thu thập thông tin chính xác về sự kiện nhân tộc. Nhiệm vụ ưu tiên của Ngục Sơn hiện tại là báo cáo lại tình hình cho Ma Hoàng. Về phần chiến sự lần này, sau khi Ngục Sơn báo cáo lại cho Ma Hoàng, tin chắc rằng Ma Hoàng sẽ sắp xếp quân tiếp viện cho Ma quân Si Vưu. Ý là, hắn là sứ giả. Hắn phải trở về báo cáo cho Ma Hoàng. Nhưng nếu hắn làm vậy, hắn có giúp được cửu lê tộc không? có lẽ không. Nhưng Si Vưu vẫn không nói gì. Lần này, chỉ có thể nói rằng hắn ta thật nhạy bén. Có câu nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Còn có câu nói rằng muốn làm cho người khác chết đi, trước hết phải khiến họ điên đảo. Vì vậy, để Ngục Sơn trước tiên được tự do một thời gian. Si Vưu cũng không cản trở hắn ta rời đi nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng không có thời gian để ngăn cản. Bởi vì... Phạm Thiên đã đối mặt với Si Vưu. Có đánh không? Hay chúng ta không đánh, cứ để xem bên dưới chiến đấu ngươi thấy như thế nào. Giọng nói của Phạm Thiên, dịu dàng nhưng lại mang theo uy nghiêm. Bốn vị ma quân khác cũng lên đây đi. Ngay sau đó, thất sát, tham lang, phá quân, hỏa ma quân đều xuất hiện. Phía sau Phạm Thiên cũng có bốn vị chủ thần. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi xem, nhân tộc của thần để sẽ như thế nào hủy diệt nhân tộc trong vũ trụ. Ha ha, thất sát, tham lan, phá quân, các ngươi ba vị, cũng đã từng là nhân tộc phải không? Phạm Thiên nở nụ cười ghê tởm, không phải vì vẻ ngoài của hắn quá đáng sợ, mà là chỉ cần nghĩ đến những gì hắn đã làm với nhân tộc, bất cứ ai là người của vũ trụ đều sẽ chán ghét hắn. Không chỉ dùng nhân tộc trong vũ trụ làm vật thí nghiệm, tạo ra nhiều chủng tộc kỳ lạ, mà còn cố gắng áp đặt xiềng xích tinh thần của mình lên nhân tộc, khiến nhân tộc trở thành nô lệ của hắn. Nhưng, nhân tộc là giống loài tinh anh nhất trong vũ trụ. Trong thời đại Thái Cổ, trong vũ trụ có bốn phương nhân tộc, nhân tộc Đông Phương là chủng tộc đầu tiên thức tỉnh ý thức. Cũng chính vì vậy, nhân tộc Đông Phương đã phá hỏng kế hoạch của Phạm Thiên. Vì vậy, Phạm Thiên rất tức giận, một mặt, hắn di dời những người ngoan ngoãn nghe theo ý chí của mình, những nhân tộc ở Nam Phương của vũ trụ đến thần điện của mình, và bắt đầu áp đặt xiềng xích tinh thần của mình cho họ. Mặt khác, hắn bắt đầu tàn sát điên cuồng nhân tộc trong vũ trụ. Một vị thần như vậy, nhân tộc có thể thân thiện với hắn hay không? Phạm Thiên vô cùng tự tin. Tại sao? Những con tàu vũ trụ được xếp hàng ngay ngắn bên dưới chính là niềm tin của hắn. Hiện tại, hắn cùng bốn vị chủ thần đã áp chế bốn vị ma quân cùng với Si Vưu. Tiếp theo, Bên Phạm Thiên Thần Điện còn có chín vị chân thần Trước đây là 12 vị Nhưng trong trận chiến trước đó Đã bị Lâm Thần giết chết 3 vị Chỉ còn lại 9 vị Đối mặt với Lâm Thần Cùng với những ma tướng của cửu lê tộc Dường như vẫn chưa đủ Tuy nhiên Trong kế hoạch của Phạm Thiên Quyết định thắng thua của trận chiến này Không nằm ở cấp độ chủ thần Cái mạnh nhất Chính là những chiến cơ công nghệ cao Được chế tạo bởi nhân tộc của Phạm Thiên Thần Điện một quả đạn, ít nhất cũng có sức mạnh của cảnh giới nhược thần cảnh. Và những chiến cơ như vậy, được xếp hàng ngay ngắn, có tới 2 ba nghìn chiếc. Hiện tại nhân tộc của thần để vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và sản xuất. Và đang tăng tốc sản xuất. Phạm Thiên vốn định sử dụng thần lực để tăng tốc thời gian của thần để, để nhân tộc sản xuất thêm nhiều chiến cơ nữa, rồi mới tiến hành quyết chiến. Nhưng hiện tại, động thái của lâm thần nhân tộc ngày càng lớn, nên hắn quyết định ra tay sớm trong thần để, Phạm Thiên là thần sáng tạo. Vì vậy hắn có cách sử dụng thần lực và bảo vật để tăng tốc thời gian trong thần để. Chỉ là tiêu hao rất lớn. Lúc này Lâm Thần đã đưa Lê Giao đến với nhân tộc. Cô thậm chí còn tận mắt chứng kiến sức mạnh của những khẩu pháo laser và pháo điện từ. Thật sự rất mạnh. Những người tu luyện cảnh giới tứ chuyển và ngũ chuyển phải cẩn thận. Mọi người chú ý những chiến hạm này, tốt nhất là hãy dựa vào pháp trận để phòng thủ. Lâm thần nghiêm túc nói. Đối mặt với loại hỏa lực này, hiện tại nhân tộc thực sự không có cách nào. Chỉ có thể áp dụng chiến lược phòng thủ và thu hẹp quy mô. Cùng lúc đó, Lâm thần nhìn về phía liễu mộng giao, nói với cô. Ngươi hãy chịu trách nhiệm phòng thủ lăng phong thành, nhất định phải đảm bảo chủ thành vững như bàn thạch. Nếu không được, có thể nói cho sư phụ ta biết, để hắn đến các chiến trường khác để tổ chức mọi người rút về chủ thành để phòng thủ. Pháp trận của chủ thành còn có thêm phần gia tăng. Ừm. Liễu mộng dao gật đầu. Rồi, cô nhìn sang Lê Giao đang ở bên cạnh, đưa tay ra nói. Lê Giao công chúa, giờ người cũng là người của nhân tộc rồi, phải không? Vậy cùng chúng ta chống địch chứ? Vâng. Lê Giao gật đầu. Ngay sau đó, trên người cô, thanh loan thần điểu bay ra rồi một loạt tia sáng chữa trị rơi xuống trên mọi người phu quân tặng cho ta một con sủng thú là một con sủng thú hỗ trợ cấp cực phẩm đó lê giao hài lòng nói kết quả các vi moi mỗi người trên người đều xuất hiện vài con sủng thú đều là cấp thần thoại ha ha ai nói bọn ta không có chứ phu quân cũng đâu phải chỉ là phu quân của một mình ngươi moi trực tiếp cho lê giao một đòn hạ gục Lê Giao im lặng. Được rồi, đại địch đang cận kề, tranh giành mấy thứ này có ý nghĩa gì? Liễu Mộng Giao nói một câu, rồi một ánh mắt, mọi người đều thu lại sủng thú, sau đó Liễu Mộng Giao nói với Lê Giao. Sủng thú của ngươi không cần thu lại, chú ý để nó ưu tiên chữa trị người bị thương nặng trước. Thấy Liễu Mộng Giao đã có thể chỉ huy, thậm chí những người phụ nữ này còn rất nghe lời cô, lâm thần khẽ mỉm cười, sau đó liền xông ra khỏi chủ thành nhân tộc, trực tiếp đến bên tiên kiều Quang. lực lượng chính của quân phòng thủ là ở nơi đây là lính đánh thuê của nhân tộc quân đội dưới tứ chuyển hiện tại đều do kim thương chỉ huy tất nhiên ở đây còn có long thắng quân của kim hổ cũng chính là kim gia quân trước đây theo lâm thần có kim thương vì ý chí chi thần của nhân tộc trấn giữ tiên kiều quan tình hình chiến đấu ở tiên kiều quan không thể không kịch liệt bởi vì phong cách chiến đấu của kim thương chính là ngoan cường hung hãn nhưng lâm thần đặc biệt đến đây chính là để cảnh báo kim thương nơi đây không giống như chiến trường cấp 1, nếu thua cũng không phải là không có cơ hội giữ lại núi xanh không lo thiếu củi đốt vì vậy nếu tình hình không đúng phải rút lui trước kim thương ậm ừ nói chúng ta nhất định sẽ giữ vững trên cửa ải tiên kiều quang màn trắng phòng ngự của trận pháp đã được mở ra không ít nhược thần cảnh chẳng hạn như những nhược thần cảnh trong hộ long quân mà lâm thần đã thăng chức gần như tất cả đều ở tiên kiều quan dùng thần lực rót vào màn trắng phòng thủ trận pháp để chống lại những tia laser và pháo điện từ xa trên chiến trường tiếng đổ súng và tiếng gầm rú của máy bay không ngừng vang lên ngươi phải nhớ kỹ mọi thứ đều lấy việc bảo toàn lực lượng làm trọng lâm thần nhắc nhở kim thương ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng hết sức lâm thần thấy kim thương dường như muốn tử thủ lại nhắc nhở thêm một lần nữa, còn lo lắng Kim Thương không nghe lời, đành phải hét to một tiếng. Phượng Dục Linh ở đâu? Nhân Hoàng Phượng Dục Linh bước tới. Lâm Thần trước tiên đưa 10 viên thánh tinh lấp lánh cho Phượng Thải Linh, nhưng Phượng Thải Linh lại vội vàng lắc đầu, nói một Nhân Hoàng, đại chiến sắp tới, thánh tinh lấp lánh cho ta cũng chẳng có tác dụng gì, ngươi cứ tự giữ lại đi. Ta không cần mười viên thánh tinh lấp lánh chẳng có tác dụng gì lớn. Lâm thần đưa thánh tinh lấp lánh cho Phượng Thải Linh, rồi nói với Phượng Dục Linh: bây giờ ngươi sẽ chỉ huy tam chuyển quân đội lính đánh thuê, nghe theo mệnh lệnh của Kim Thương. Nhưng nhớ kỹ, không được tử thủ. Nếu tình hình không thuận lợi, hãy che chở cho đại quân rút lui. Được. Phượng Dục Linh gật đầu đồng ý. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lâm thần lại lên không trung. Bắc Hải Cự Yêu và Trương Thiên Duy cũng ở đó. Họ đang dẫn dắt những cường giả ngũ chuyển, tranh giành quyền kiểm soát khu vực này. Khi Lâm Thần đến, trên thân kiếm quang trên người tỏa ra ánh sáng chói lòa, trực tiếp chém đôi một chiếc máy bay chiến đấu trên không. Bốp! Trong nháy mắt, những tia laser và pháo điện từ đã nhắm vào vị trí của Lâm Thần. Lâm Thần không chút do dự, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, Lâm Thần đã ở bên cạnh Trương Thiên Duy và Bắc Hải Cự Yêu. Những khẩu pháo này có thể khiến bất kỳ phàm linh nào cũng có sức mạnh của tứ chuyển hoặc ngũ chuyển. Trương Thiên Duy cảm thán. Phạm Thiên chắc chắn đã sử dụng một bí thuật nào đó để tăng tốc thời gian trong bản nguyên thần để của mình. Có thể thấy rằng, nhân tộc trong thiên để Phạm Thiên đã tiến bộ về công nghệ ít nhất là hàng trăm năm so với cả vũ trụ. Khó đánh quá. Một chiếc xúc tu trên người Bắc Hải cự yêu bay thẳng lên không trung. Ban đầu, xúc tu định cuốn lấy một chiếc máy bay chiến đấu, nhưng chiếc máy bay đó bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, và khi xuất hiện trở lại thì đã ở cách đó 300 mét. Nó còn có thể dịch chuyển. Lâm thần cao mày. Trương Thiên Duy nói. Trong môn phái huyền môn, có xúc địa thành thốn, có lẽ công nghệ này và kỹ thuật ấy có điểm tương đồng. Ta đã sớm phát hiện ra, có lẽ những chiếc máy bay chiến đấu này đã biến không gian xung quanh nơi đây thành một hệ tọa độ phẳng và chỉ cần nhập tọa độ, chúng có thể dịch chuyển đến đó, rất khó đối phó. Nếu chúng ta nắm giữ được công nghệ đó thì sẽ thế nào? Trong đầu lâm thần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Những công nghệ này thực sự là thứ tốt. Nhưng đáng tiếc là của kẻ thù. Tuy nhiên, nếu nhân tộc nắm được thì sao? Sư phụ, người phụ trách chỉ huy trận chiến ở trên tiền tuyến. Lâm thần bay lên không trung. Hắn ta di chuyển rất nhanh, và khi lên đến không trung hắn ta ngay lập tức có một cảm giác rất kỳ diệu không gian đang rung động ngay giây tiếp theo lâm thần vội vàng bay đi nơi hắn ta đứng trước đây quả nhiên xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu chiếc máy bay chiến đấu đó rõ ràng là nhắm vào lâm thần vừa xuất hiện đã bắn ra một tia laser mạnh mẽ bùng tia laser đó tự nhiên bị đánh lệch đi người đâu không ổn người này rất mạnh chúng ta nhanh, nhập tọa độ mới, dịch chuyển đi. Dưới sự cảm nhận linh hồn được mở rộng của lâm thần, hắn ta thậm chí có thể nghe thấy những cuộc đàm thoại của những nhân tộc của Phạm Thiên Thần Để. Ngay sau đó, một linh hồn hải khổng lồ bao trùm nơi đây, biến nó thành một không gian tách biệt. Chuyện gì thế này? Cảnh báo, tọa độ bị mất. Chết tiệt, tọa độ biến mất rồi. Mọi người chuẩn bị lên máy bay chiến đấu. Vì Phạm Thiên vì sáng thế thần. Nhân tộc thần để Phạm Thiên không bao giờ thất bại. Trong chiến cơ, có rất nhiều binh sĩ Phạm Thiên nhân tộc tháo bỏ trang bị. Chỉ còn lại một vài người vận hành. Những người còn lại đều lên máy bay chiến đấu, và ngay lập tức, cửa khoang mở ra. Những cỗ máy chiến đấu cao hơn 10 mét lần lượt nhảy xuống. Mỗi cỗ máy chiến đấu đều được trang bị đao thép. Cứng đầu, cố chấp. Lâm thần lạnh lùng nói từ cuộc trò chuyện của những phạm thiên nhân tộc rõ ràng là những người này không còn cứu vãn được nữa chắc chắn là tất cả đều bị phạm thiên khống chế tinh thần giết theo tiếng nói của lâm thần ba nghìn quỷ binh của hắn ta lao lên chẳng mấy chốc những binh sĩ phạm thiên nhân tộc đều bị quỷ binh khống chế doanh hy nguyệt nói với lâm thần chủ nhân những người này không có tu vi gì cả chúng ta có thể dễ dàng nhập vào cơ thể họ và kiểm soát linh hồn của họ Điều này khiến Lâm Thần khẽ nheo mắt. Thật là không ngờ. Quả đúng là nuôi quân một ngàn ngày, dùng quân chỉ một giờ. Ai có thể ngờ rằng những quỷ binh mà Lâm Thần đã nuôi dưỡng bấy lâu nay lại có thể phát huy tác dụng rất lớn vào lúc này. Ngay lập tức, 3.000 quỷ binh đã kiểm soát được những binh sĩ phạm thiên nhân tộc. Có thể đọc được ký ức của họ và nắm vững cách vận hành máy bay chiến đấu không? Lâm Thần hỏi. Ta sẽ thử xem. Doanh Hy Nguyệt biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, linh hồn hải của Lâm Thần thu lại, vì hắn cảm nhận được một đợt tấn công mạnh mẽ đang nhắm vào linh hồn hải của mình. Chắc chắn là một vị chủ thần, nếu không linh hồn hải xuất hiện, đã hình thành nên vũ trụ bản nhân của Lâm Thần, bên ngoài rất khó nhận ra. Quả nhiên, khi linh hồn hải của Lâm Thần thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ và khổng lồ đang chém xuống. Chủ thần Chiều cao vạn trượng đứng sừng sững ở trong hư không vào cùng thời điểm lâm thần cũng biến mất tuy nhiên khi hắn xuất hiện trở lại hắn đã ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu đúng vậy chính chiếc máy bay chiến đấu bị các nữ quỷ điều khiển thế nào lâm thần hỏi người đàn ông trước mặt tuy nhiên người đàn ông lại trả lời lâm thần một cách tôn kính chủ nhân chúng ta có thể đọc được cách vận hành bây giờ chúng ta phải làm gì hãy xem tọa độ gần nhất với Phạm Thiên là ở đâu. Lâm thần đi theo doanh hy nguyệt, người đang nhập vào cơ thể một người khác, đến một nơi hiển thị tọa độ không gian. Ở đó, có thể thấy toàn bộ chiến trường được chiếu lên một tấm bản đồ. Ở đây, Dương Hữu Dung cũng điều khiển một binh sĩ, sau đó chỉ vào một nơi trên bản đồ. Quá gần. Lâm thần sững sờ. Vị trí này, đúng lúc nằm trong một điểm mù của Phạm Thiên. Vì chỗ đó, có vẻ như đang đối diện với cúc hoa của Phạm Thiên. Và lúc này, Phạm Thiên cũng đang đối đầu với Si Vưu và các ma quân khác, cả hai bên đều không có động thái nào, vì nếu một bên động thủ, bên kia chắc chắn sẽ động thủ theo, và chắc chắn đều muốn ra tay trước, sau đó bắt giữ đối phương. Vì vậy, để đề phòng, tốt nhất là mọi người đừng có bất kỳ hành động nào khác. Hữu Dung tỷ tỷ, công chúa Hy Nguyệt, hãy tìm ai khác kiểm soát họ trước đi. Lâm thần nói xong, lại thả ra hai vị quỷ hoàng khác. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt thoát ra khỏi trạng thái kiểm soát cơ thể, nhưng ngay sau đó hai người này lại bị nữ quỷ đế điều khiển. Sau đó, Lâm Thần Triệu tập tất cả mọi người trên chiếc chiến hạm này. Nói đúng ra là tất cả các quỷ hoàng, nói với họ. Nếu, ý ta là nếu, cần các ngươi hy sinh, hy sinh cho nhân tộc, các ngươi có đồng ý không? Đồng ý. Mọi phản hồi của từng vị quỷ hoàng đều rất kiên quyết. Doanh Hy Nguyệt không biết Lâm Thần định làm gì, nhưng thấy Lâm Thần có vẻ nghiêm túc, cô liền hiện thân trong bóng tối, mở lời. Các vị tướng sĩ bất tử vĩnh hằng của nhân tộc, các ngươi sẽ là niềm tự hào của nhân tộc, cũng là niềm tự hào của ta, công chúa Doanh Hy Nguyệt. Các tỷ muội, chúng ta đã từng chết một lần, hiện đang ở trạng thái quỷ linh, nếu chết thêm lần nữa, thì cũng chỉ còn lại tàn hồn mà thôi. Sau này, chúng ta sẽ gặp lại ở đáy địa phủ các ngươi còn nhớ khẩu hiệu của chúng ta là gì không thánh hoa nhi nữ cùng nhau chiến đấu cho quốc gia huyết không cạn chết không ngừng chiến huyết không cạn chết không ngừng chiến doanh hy nguyệt cũng cùng họ hô lên sau đó doanh hy nguyệt nhìn lâm thần nói hân hoàng bất kể phải hy sinh gì chúng ta những quỷ linh này không ai sẽ sợ hãi hay lùi bước ngươi cũng đã thấy rồi đúng không quả là một câu khẩu hiệu hay Máu không cạn, không chết không ngừng chiến. Lâm Thần cất giọng nói vang vọng. "Ta, Lâm Thần, cũng lấy danh nghĩa nhân hoàng mà tuyên thệ. Trong tương lai, ta nhất định sẽ bình định địa ngục sơn, tất cả linh hồn anh hùng của nhân tộc đều sẽ có cơ hội được siêu sinh. Nhân tộc của chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng của các anh hùng. Nhân hoàng, ngài cần chúng ta làm gì, xin hãy ra mệnh lệnh cho chúng ta." Mọi người đều quỳ xuống. Không cần vội các ngươi hãy ở lại chiến trường quấy rối, chúng ta sẽ tiếp tục chiếm quyền kiểm soát nhiều chiến hạm hơn. Lâm thần nói xong, sai người mở cửa khoang tàu. Ngay giây tiếp theo, Lâm thần lại xuất hiện trong hư không. Vẫn là chiêu cũ. Lúc này, chiến trường đã được phân chia thành nhiều tầng. Phần cao nhất của chiến trường nằm ở gần vòng trời. Tại đây, Si Vu dẫn theo bốn vị ma quân, đối mặt với Phạm Thiên và bốn vị chủ thần, cách nhau một biển mây, dằn co với nhau. Cấp độ thứ hai là chiến trường của các vị chân thần và ma tướng. Lê Quảng hiện đang mạnh mẽ vô song, sau khi hấp thụ ma niệm thuần khiết của tổ địa cửu Lê Ma Tộc, tám vị ma tướng của cửu Lê Tộc thực lực đều tăng lên một bậc, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ với chính vị chân thần của Phạm Thiên Thần Điện. Cấp độ thứ ba là chiến trường của thiên thần và thiên ma. Lực lượng thiên thần của nhân tộc cũng tham chiến ở đây cùng với các thiên ma. Cuối cùng, Lâm Thần đang ở cấp độ thứ tư, đây là chiến trường của các cường thần nhiều máy bay chiến đấu vũ trang tia laser cũng là vũ khí chính của phạm thiên thần điện ở khu vực này và mục tiêu hiện tại của lâm thần là những chiếc máy bay chiến đấu mạnh mẽ về cả hiệu suất và sức mạnh tia laser trên chiến trường lâm thần sử dụng kỹ thuật hòa quan đồng trần liên tục di chuyển sang trái và phải né tránh các đòn tấn công của tia laser và khi có cơ hội hắn dùng linh hồn hải bao phủ một chiếc máy bay chiến đấu ngay lập tức 20 đến 30 vị quỷ hoàng điều khiển những máy bay chiến đấu. Trong vòng 10 phút, Lâm Thần đã kiểm soát được 5 chiếc máy bay chiến đấu. Lâm Thần có thể điều khiển bao nhiêu máy bay chiến đấu? Thực ra không khó để tính ra. Mỗi chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ có khoảng 20 nhân viên vận hành. Trong đó bao gồm phi công, phi công phụ, chỉ huy và điều khiển viên. Và một đội nhỏ bảo vệ máy bay. Một số có thể lên tới 30 người. Vì vậy, Số lượng máy bay chiến đấu mà Lâm Thần có thể điều khiển sẽ ở mức khoảng 100 chiếc. Trên thực tế đã đạt được 98 chiếc là có thể. Doanh Hy Nguyệt nói với Lâm Thần rằng nếu Lâm Thần muốn có một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh như vậy, hắn ta phải tìm cách điều khiển một tàu sân bay vũ trụ và nhiên liệu của những con tàu này hóa ra là linh hồn thủy tinh. Điều đó có nghĩa là Linh hồn thủy tinh dùng để tu luyện cũng là một loại nhiên liệu đặc biệt hiệu quả để vượt qua một số công nghệ cao cấp. Tàu sân bay vũ trụ. Cái thứ này thật khổng lồ. Lớn đến mức nào? Nói như vậy nhé, một tàu sân bay vũ trụ có thể chứa ít nhất 50 máy bay chiến đấu bầu trời và 50 máy bay chiến đấu vũ trụ. Trong đó, mỗi máy bay chiến đấu bầu trời có kích thước bằng một máy bay chở khách lớn, máy bay chiến đấu vũ trụ thì chỉ bằng hai máy bay chiến đấu bầu trời và chỉ cần 5 người vận hành. Tuy nhiên, một tàu sân bay vũ trụ cần đến 500 người vận hành. Ngoài ra, trên tàu sân bay vũ trụ còn có khoảng 3.000 binh sĩ được đào tạo bài bản, họ điều khiển máy bay chiến đấu, hiện đã được triển khai xuống mặt đất để chiến đấu với các cường giả của phe nhân tộc. Điều đó có nghĩa là trên tàu sân bay vũ trụ có thể còn lại vài trăm binh sĩ. Mục tiêu của Lâm Thần là nhắm vào một tàu sân bay vũ trụ đó là một thứ ít nhất có kích thước bằng một nửa thành phố nhưng linh hồn hải của lâm thần còn lớn hơn tuy nhiên vì mục tiêu quá lớn lâm thần đoán rằng những vị chủ thần cũng sẽ đến quấy rối vì vậy hắn ta đã cho doanh hy nguyệt và các đồng đội của cô ấy rất ít thời gian đồng thời bắt đầu trạng thái thánh nhân che chắn cảm giác hai phút phải kiểm soát tất cả mọi người lâm thần trầm giọng nói không cần sợ họ chỉ là những người bình thường Phạm Thiên không truyền thụ cho họ con đường tu luyện, có thể thấy Phạm Thiên cũng đang đề phòng những nhân tộc này phản bội. Phạm Thiên, vị chủ thần này, tâm cơ vô cùng sâu sắc. Hắn ta không chỉ lén lút nuôi dưỡng nhân tộc trong thần để của mình, mà còn ngăn cản nhân tộc trong thần để tu luyện, chỉ để họ phát triển công nghệ. Có thể nói, kế hoạch của Phạm Thiên rất thành công. Nhưng, trời cao tính còn có người tính toán cao hơn. Dù Phạm Thiên có tâm cơ sâu sắc, thủ đoạn cao siêu đến đâu thì hắn ta cũng không thể ngờ rằng lâm thần lại có thể dễ dàng chiếm đoạt thành quả của hắn ta như vậy. Lâm thần đã lợi dụng những nhân tộc không có tu vi để kiểm soát họ. Kế hoạch của lâm thần đương nhiên là thành công. Bởi vì linh hồn hải của hắn ta là vũ trụ của bản thân hắn ta. Ngay cả những người bình thường có công nghệ tiên tiến đến đâu cũng không thể chống lại được lâm thần, người có sức mạnh ngang hàng với thần linh, thậm chí còn vượt qua thần linh. Lâm thần cũng nhanh chóng thu hồi linh hồn hải của mình. Dưới vòng trời, Phạm Thiên nhìn lâm thần đang nhảy nhót, không thể hiện ra sức mạnh quá lớn, chỉ thỉnh thoảng thu lại linh hồn hải của mình, nhưng khi lâm thần thả ra linh hồn hải, hắn ta luôn bao phủ một hoặc nhiều chiếc máy bay chiến đấu bên trong. Lúc này, Phạm Thiên lập tức sử dụng linh hồn cảm ứng mạnh mẽ của mình để điều tra. Nhưng Si Vưu mỗi khi cảm thấy Phạm Thiên sử dụng linh hồn cảm ứng, hắn ta lập tức cũng dùng linh hồn cảm ứng để quấy rối, đồng thời lạnh lùng cười. Sao, Phạm Thiên, ngươi lại muốn làm trò tiểu xảo gì nữa? Si Vưu, bản tôn đối phó với các ngươi, từ trước đến nay không bao giờ dùng thủ đoạn tiểu xảo cả. Nhìn xem, bây giờ nhân tộc đang co cụm, còn thần để nhân tộc của bản tôn lại đang liên tục tấn công, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng của những nhân tộc nhân đó, đến lúc đó, nhân tộc nhất định sẽ bị thần để nhân tộc của bản tôn tiêu diệt. Phạm Thiên đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế trong lời nói. Hơn nữa, những gì hắn ta nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Với sức mạnh hỏa lực công nghệ mạnh mẽ như vậy, cũng giống như trực tiếp tăng thêm 1.050 vị cường thần mạnh mẽ và 1.050 vị nhược thần cảnh cho thần đệ của Phạm Thiên. Hiện tại, thần đệ của Phạm Thiên đang tấn công rất mạnh mẽ, giống như có đạn dược không bao giờ hết. Phía nhân tộc, mỗi thành trì, bao gồm cả nơi hiểm yếu, đều đang phải cố gắng chống đỡ. Trên tiên kiều quang, kim thương, vì ý chí chi thần của nhân tộc đã thân chinh ra trận chống đỡ tuyến đầu hắn ta thậm chí còn cắn nát cả răng nhưng răng đã cắn nát thì nuốt vào bụng khi một phát laser lại bắn tới kim thương hét lên một tiếng giận dữ toàn bộ thần lực và hồn lực của hắn ta đều dồn vào trận pháp phòng thủ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha